sinh năm 1971 tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa trong một gia đình cơ bản là nghèo. Tới năm 79, ông theo gia đình chuyển tới sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk. Đây có lẽ là cơ duyên quan trọng khiến con đường lập nghiệp của ông sau này gắn với sản vật đặc biệt của vùng Tây Nguyên. Thời sinh viên của ông khá bất ổn khi chỉ năm thứ 3 ông đã tạm dừng việc học khoa y Đại học Tây Nguyên. Ông bỏ đi Sài Gòn và rồi lại quay về giảng đường chỉ sau đó 10 ngày khi được một người thân tặng cho câu nói: "Học hành cho xong đi, làm gì thì làm." Quãng thời gian sau đó vẫn sùng sục suy nghĩ làm giàu trong người, ông và một vài người bạn của mình đã tìm đến cà phê. Khởi đầu ông và bạn bè mua lò rang cà phê quay tay đốt bằng củi, từ đó ra được những mẻ cà phê đầu tiên, chia nhau đi khắp nơi bỏ mối. Năm 96, cà phê Trung Nguyên đã ra đời tại Buôn Ma Thuột với một cửa hàng tuy ọp ẹp nhưng đông nghịt bạn bè sinh viên tới ủng hộ. Năm 98 đi vào lịch sử của cà phê Trung Nguyên khi ông mở cửa hàng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh ở phố Nguyễn Kiệm, quán phục vụ đồ uống miễn phí trong 10 ngày. Thành công sau đó không dễ dàng nhưng đã đến liên tiếp. Từ năm 99 đến 2000, trên nền tảng nhượng quyền, Trung Nguyên có khoảng 500 quán cà phê trên toàn quốc. Năm 2003, cà phê G7 là thương hiệu giúp tên tuổi của hãng nổi tiếng khắp Việt Nam và bước đầu đến với thị trường quốc tế. Năm 2010, sản phẩm cà phê của ông đã được xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia trên thế giới. Các nhà máy cà phê cũng được ra đời, trong đó nhà máy lớn nhất Việt Nam ở Bình Dương, nhà máy lớn nhất châu Á tại Bắc Giang. Sản phẩm cà phê của ông khá đa dạng, từ cà phê trộn, rang xay, hòa tan, hạt nguyên chất đến cà phê tươi. Doanh thu hàng năm trên dưới 4.000 tỷ đồng. Không chỉ xây dựng nhà máy, ông còn cho lập làng cà phê hay bảo tàng cà phê. Trải qua tuổi trẻ nhiều khó khăn, đến khi thành công với cả núi tiền và siêu xe, ông có lẽ vẫn giữ nguyên một khát vọng làm giàu. Khi người ta lan truyền câu nói nổi tiếng của ông trên mạng, tiền nhiều để làm gì, thì có lẽ ông cũng đã tự có câu trả lời cho riêng mình rồi. Và nhân vật mà chúng tôi đang nói tới đó là doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ.